Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình. Cái lý do mà mình làm cái TikTok lần này thì thật sự là nó rất là đơn giản. Như mình đã nói trong các TikTok lần trước ấy, mình là một fan cứng của MU từ thời điểm 2005-2006 thì mình bắt đầu xem MU, bắt đầu là dành tình yêu cho đội bóng này. Đúng lúc mình xem thì là cái thời điểm hoàng kim của MU với 3 chức vô địch ngoại hạng Anh liên tiếp. Cái mùa 2007-2008 thì đã vô địch cúp C1 đó, thì cái thời điểm đấy thì là thời điểm hoàng kim đối với những cái fan MU như mình. Tuy nhiên là từ sau khi Sir Alex nghỉ hưu thì đội bóng không còn duy trì được sự ổn định như trước đây nữa, và mọi người vẫn nói là nhà hát của những giấc mơ thì bây giờ không còn nữa, mà bây giờ trở thành cái show diễn hài. Căn bản là do một loạt các cái vụ chuyển nhượng hết sức là buồn cười, và các cầu thủ đến thi đấu cũng rất là buồn cười, thật sự là đúng là như tấu hài. Nhiều người cũng trêu là fan của MU trong thời điểm này đúng là đáy của xã hội. Đội bóng nào thì cũng sẽ có những cái chu kỳ thành công và có những cái chu kỳ thất bại. Tuy nhiên là với những cái chu kỳ mà thất bại nó kéo dài như này thì thật sự là cũng hơi buồn, không vui cho lắm. Từ rất lâu rồi mình xác định là xem MU với cái vị thế là xem vui là chính, hòa thua thì là chuyện bình thường, còn thắng thì mới là điều bất ngờ. Nhưng mà từ khi Erik ten Hag đến thì mọi chuyện đã có vẻ đổi thay rất là nhiều. Và sau 5 năm trắng tay thì đến hôm nay MU có cơ hội giành được chiếc cúp đầu tiên. Thật ra thì trước đây cái thời hoàng kim ấy, Carabao Cup thì fan MU không quá quan tâm đâu, giành được thì giành được mà không giành được thì thôi. Những cái trận đấu trong những cái cúp kiểu này thì đa số là cho những cái cầu thủ trẻ mà đá. Còn MU thời xưa thì chủ yếu tập trung vào ngoại hạng Anh, cái C1 và FA thôi. Carabao Cup gần như là sự lựa chọn thứ tư rồi. Đúng là kiểu một miếng khi đói thì bằng một gói khi no ấy. Nên là cái lúc như này thì việc giành được một cái danh hiệu nó là một điều hết sức cần thiết cho MU. Cho nên hôm nay mình làm cái vlog này rất là mong chờ để xem một cái chức vô địch đầu tiên của MU sau một thời gian rất là dài trắng tay. Thời gian cái trận chung kết này đối với mình cũng là một cái điều hết sức là đặc biệt. Đó là lần đầu tiên mà mình xem một trận chung kết của MU từ lúc sang Nhật. Đây là thời tiết hôm nay các bạn ạ. Hôm nay là chủ nhật và trời đang mưa rất là to. Các bạn có thể nhìn thấy chiếc cây tả tơi vì cái gió này. Đấy, như các bạn có thấy thì thời tiết hôm nay thì ở đây là nắng mưa bão giông các thứ. Không biết nó có phải là một cái điểm gì xấu không. Mình hy vọng là sẽ không phải là một điểm gì xấu. 2 hours later. Oh, trời lại hửng nắng rồi. Mặc dù mây vẫn đen nhưng trời đã bắt đầu hửng nắng. Then ồ, có lẽ đây là điểm tốt. Vậy thì có thể là MU sẽ thua 1-0 ở hiệp 1 và thắng 2-1 ở hiệp 2. Vậy mình xin phép được dự đoán là tỷ số trận đấu này là 2-1 nghiêng về MU. Nếu như mà ở Việt Nam thì cái thời điểm diễn ra trận đấu này thì nó rất là đẹp. 11:30 mà. 11:30 thì mình xem thoải mái, hôm sau vẫn đi làm bình thường. Nhưng ở bên Nhật Bản thì cái thời điểm diễn ra trận đấu này vẫn lại là 1:30. So với cả Việt Nam thì Nhật Bản là nhanh hơn 2 tiếng, nên việc xem nó cũng hơi bất tiện một tí. Thêm một cái điều nữa là cổ vũ vào cái giờ đấy thì thực sự nó cũng hơi là bất tiện. Hôm nay thì bạn cùng nhà mình đang đi công tác, và mình sẽ xem bóng một mình. Tuy nhiên thì mình cũng không thể nào gào lên ăn mừng được, tại vì là cái nhà mình đang ở ấy, cách âm khá là không tốt. Nó sẽ khác với ở Việt Nam, là Việt Nam thì thường hay xây tường bằng gạch, bằng xi măng, các kiểu đó. Nhưng mà ở đây thì các bạn có thể thấy là tường sẽ là tường giấy và xây bằng gỗ, nên là cái chất lượng cách âm nó không tốt tí nào cả. Nhiều lúc mà nhà hàng xóm mình làm gì ở dưới tầng thì mình cũng nghe thấy hết. Xem bóng vào thời điểm lúc 1:30 thì gần như là mình không dám gào. Đêm nay gần như mình sẽ cổ vũ trong sự yên lặng. Bây giờ là 5:30 chiều thì mình bắt đầu suy nghĩ đến việc là tối nay mình sẽ ăn gì và đêm nay thì mình sẽ ăn gì. Tại vì xem đá bóng mà, đá bóng thì chắc chắn là phải có cái để nhậu cùng, chứ không đá bóng mà chỉ xem không cổ vũ miệng thì nó rất là buồn ngủ. Nên mình đã lục lọi tất cả những cái thứ trong nhà mình để xem là mình có gì. Là một đĩa xúc xích chấm với tương ớt và có một nồi chè đỗ xanh để ăn cùng. Còn tối nay mình sẽ ăn bún đậu lòng nướng. Thì bây giờ các bạn vào bếp của mình nhé. Hình như các bạn có thể thấy đây chính là đậu xanh. Bên này thì gọi là mung bean, mung gư bean. Thì để nấu đậu xanh thì mình đã phải ngâm sẵn từ hôm qua. Một gói này bên này nó khoảng hơn 50.000 Việt Nam đồng. Thì mình sẽ nấu được
3 nồi, mỗi nồi được khoảng 4 bát. Còn đối với món bún đậu với cả lòng nướng thì đây các bạn thấy đây là lòng mình đã ướp. Bây giờ mình sẽ bỏ lò nướng để khỏi phải rán đậu. Thì ở bên này nó có sẵn cái vỏ đậu mà người ta đã rán sẵn, thì người ta gọi là agebura. Thì cái đậu này mà mình cho vào trong cái lò nướng chỉ cần để khoảng 5 phút là nó giòn lên, ăn rất là ngon. Đó là hai nguyên liệu chính để làm món bún lòng. Ngoài ra bún ở bên Nhật Bản này thì mình sẽ dùng cái bún tươi này. Thật ra nói là bún tươi nhưng mà người ta làm khô rồi. Đó, thì sau khi mình cho vào nồi nước sôi khoảng từ 4 đến 7 phút thì nó sẽ mềm ra, ăn gần như là bún thật. Cũng khá là ngon. Thật ra bình thường thì đối với món chế độ xanh này thì mình sẽ thường phải ngâm xong là mình sẽ đãi vỏ ra. Trong một lần mình đọc được một bài báo của một bác sĩ nói rằng là những cái gì mà nó tốt nhất, nó có lợi cho sức khỏe nhất, có các tính năng thải độc của cái đỗ xanh này thì nó nằm trong cái vỏ ấy. Thế nên là tốt nhất là không nên bỏ vỏ đi. Và cái việc quan trọng nhất là mình phải làm sạch. Đó, thế là mình ngâm rửa mấy lần. Sau khi ngâm rửa mấy lần thì mình mới cho vào nấu cá này. Giờ bây giờ mình sẽ cho một ít bột năng vào. Nó là bột năng nhưng mà nó là bột cái củ khoai Hokkaido gì đấy. Mình cũng không rõ lắm. Nhưng mà nói chung là nó cũng không khác gì bột năng ở bên Việt Nam mình hay dùng cả. Đó, bây giờ mình sẽ cho một ít vào nước. Nếu mà các bạn mà đổ thẳng trực tiếp luôn vào nồi chè thì nó sẽ bị vón cục. Nên là mình phải cho trước vào một bát nước, sau đó mình ngoáy đều lên. Rồi lúc đó thì mình mới cho vào trong cái nồi chè. Đổ bột năng vào đây, đó thì mình khuấy đều lên một lúc. Nấu xong chè rồi thì bây giờ mình sẽ nấu đến món bún đậu lòng nướng nha mọi người. Đó, vậy là chúng ta đã có một món như này và bây giờ chúng ta sẽ bỏ nó vào lò nướng nha. Công việc tiếp theo của mình sẽ là pha mắm. Đây các bạn nhìn thấy. Người ta vẫn nói là bún đậu thì phải có mắm tôm ấy. Nhưng mà mình thì không ăn được mắm tôm. Từ bé đến giờ mình sinh ra đã không cái thích cái mùi mắm tôm với cả tương bần rồi. Thật ra là mùi thì là một chuyện, nhưng mà mình đã cố ăn thử một lần nhưng thật sự là mình không thích cái vị đấy nào cả. Thôi không ăn được mắm tôm thì ăn tạm mắm cay. Nên chúng ta bây giờ sẽ bắt đầu đến với quá trình pha mắm cay. Đầu tiên mình sẽ cắt ớt và tỏi. Mình sẽ bỏ thêm một chút đường vào, một chút mắm, một chút nước lọc và thêm một chút tương ớt nữa. Sẽ khuấy đều lên. Tên, vậy là chúng ta đã có một bát mắm cay. Thật ra là có chanh thì nữa thì ngon hơn, nhưng mà trời đang lại chuyển mưa gió rồi, thế nên là mình không đi mua chanh được. Phải ăn tạm lại được. Tiếp theo là đến công đoạn luộc bún. Ta cần một nồi nước sôi, sẽ cho bún vào. Ta để 4 đến 7 phút, nhưng thỉnh thoảng thì chúng ta sẽ phải đảo lên. Nếu không thì nó sẽ bị dính xuống cái đáy nồi này. Nếu mà thỉnh thoảng không mở ra nó sẽ bị trào. Bún mình đã luộc xong thì mình đã trần qua nước nguội một lúc, sau đó để cho nó ráo này. 2 hours later. Yeah, cuối cùng mình cũng đã xong. Và đây là thành quả bún đậu lòng nướng ở đất Nhật Bản. Nhưng mà chấm phải mắm cay nhé. Mời các bạn ăn của mình nha. Mười một tiếng. Bây giờ đã là 1:11 bên này rồi. Và 1:30 thì trận đấu sẽ diễn ra. Thế nên là từ bây giờ thì mình sẽ bắt đầu vào bếp để nấu đồ ăn đêm. Thì như mình đã nói lúc chiều thì món ăn đêm của mình thì sẽ có là xúc xích và chè mình đã nấu. Đó. Xin lỗi các bạn là tiếng không to, tại vì là bây giờ là 1:30 đêm rồi. Đây chia xúc xích, nhiều người sẽ thích ăn xúc xích chiên, nhưng mà mình thì thích ăn được hơn cho nó đỡ dầu mỡ. Bây giờ mình sẽ cho thêm một ít nước cốt dừa vào. Đấy, thì mình sẽ đánh lên một tí là nó sẽ tan ra. Thật ra là bình thường người ta sẽ cho vào lò vi sóng để quay lên cho nó tan ra, với cả ăn chè nóng giữa mùa đông lạnh. Nhờ mình thì lại thích ăn chè lạnh giữa mùa đông lạnh, các thứ nó lạnh ấy. Thế nên là mình chỉ cho vào rồi đánh nó ra thôi, chứ mình không cho vào lò vi sóng để quay lên nữa. Và lúc nãy thì mình vừa xem thì đã có đội hình chính. Thì thật ra là MU trong giai đoạn này thì cũng không có quá đầy đủ, không có quá nhiều cầu thủ để có thể là xoay tua được nhiều. Nên là gần như là đội hình thì mình đã xác định trước trong đầu là có những ai. Thật ra thì trong đội đáo của MU thì mình cảm thấy trong trận này Fred là cái vị trí kém nhất. Nhưng mà những cái trận nào mà Fred mà
đá hay từ đầu ấy thì sẽ rất là hay, còn trận nào đá dở từ đầu thì sẽ rất là dở. Nói chung là thành bại tại Fred, nên là hy vọng là hôm nay Fred lên đồng. Chúng ta chỉ một phần mình sẽ đánh ra đi. Đây sẽ là bữa ăn đêm của chúng ta. Hết sạch tương ớt thì còn một xíu. Đó, còn đây là món chè mình tự nấu, trông rất là ngon đúng không? Và bây giờ thì trận đấu đã chuẩn bị bắt đầu. À đây rồi, Đại Hiệp đây rồi. Hôm nay hy vọng là Đại Hiệp sẽ ghi bàn. Bruno. Hôm nay hy vọng Bruno và Đại Hiệp sẽ tỏa sáng. Đây cũng là Bruno nhưng Bruno của Brazil. À, Thánh Karius đây rồi. Ok, và trận đấu đã bắt đầu rồi. Hôm nay thì mình sẽ xem trên TV. Xem trên TV thì nó sẽ có một cảm giác rất là khác so với xem bằng điện thoại hay là trên màn hình lắm. Xem bóng đá mà, xem trên TV màn hình to nó mới sướng. Bình thường thì ở Việt Nam thì mỗi lần mà có bóng ấy thì mình sẽ rủ anh em bạn bè đến nhà xem cùng. Đó, tuy nhiên thì bên này thì làm gì có ai. Ui. Đa số thì mình sẽ chỉ xem một mình thôi. Còn bạn cùng nhà của mình thì thường là xem những cái trận mà tuyển Việt Nam đá thì sẽ xem cùng. Ten, bây giờ thì mời các bạn ăn cùng mình nhé. Mình đã quyết định tắt đèn đi để xem cho nó đúng phong cách. Nhớ ngày xưa là những cái thời cấp 2, cấp 3 là hôm sau phải đi học mà. Xem những cái trận Champions League các thứ ấy, là toàn lúc 3 giờ sáng, nên là toàn phải trốn bố mẹ để xem. Chui xuống tầng 1 xem giữa bóng đêm luôn. Ui mệt mút, tí nữa thì ngon, trời. Ôi, có vẻ như trận này MU đang đá kiểu nhường thế trận. Thật ra vừa mới đá với Barca ở giữa tuần trước thì bây giờ mà căng sức lên đá với Newcastle thì thể lực cũng không đảm bảo. Nếu đá căng sức lên mà đôi công thì có khi là thua. Khá là ngon. Đá phạt. Ok. Wow. Yes. Casemiro ghi bàn này các bạn ơi. Đang check VAR à? Vẫn còn chân hôm kia mà, chân hôm kia vẫn ấy hơn. Thật ra thì MU gia hạn gói VAR rồi, thế nên là mình nghĩ là cùng lắm thì các trọng tài Photoshop kéo dài chân hôm kia lên một tí là được. Và nếu mà các trọng tài mà không làm được ấy thì để mình làm cho. Mình là dân chuyên trong ngành này. Ok, để đấy cho mình. Này thì Việt vị này. Nào, bây giờ hãy bảo quý vị. Đấy, biết ngay mà. Vào rồi và tỷ số đã là 1-0 cho MU. Tuyệt vời. Thế là như chiều nay mình đã nói là tự nhiên trời đang mưa mà hửng nắng lên, thế là có vẻ là điểm tốt. Nhưng mà nó hơi ngược với dự đoán của mình là MU sẽ thua hiệp 1 và thắng hiệp 2. Thì bây giờ là MU đang dẫn trước 1-0. Tuyệt vời. Rashford 2-0, Đại Hiệp đã ghi bàn. Suy nghĩ trong anh, Đại Hiệp đang ăn mừng suy nghĩ trong anh. Quả này thì Việt vị làm sao nữa. Và đây sẽ là miếng xúc xích cuối cùng. Chưa hết trận đấu nhưng bát chè của mình đã hết sạch. Bây giờ thì mình chỉ có nước lọc để uống thôi. Mà thôi cũng được, ăn nữa thì chắc là thành lợn. Cổ động viên của Newcastle dù đội bóng đang thua nhưng mà họ vẫn rất là nhiệt tình. Đây rồi, kìa. Hay quá, trời ơi. Đã không không? Úi dồi. Trời ơi. Yeah. Các cầu thủ MU bắt đầu trong trạng thái ăn mừng rồi. Hết giờ. Yes. Chức vô địch đầu tiên của MU mùa này năm nay.
Rồi. Yes. Yes. Chúc mừng MU. Vậy là Erik Ten Hag đã có cho mình chiếc cúp đầu tiên trong mùa giải. Và chúc mừng MU của mình đã có cái chiếc vô địch đầu tiên sau một khoảng thời gian rất là dài. Bây giờ là 3:30 sáng rồi mà mình đang cảm thấy là rất là hạnh phúc. Không biết là còn liệu có ngủ được không. Cảm ơn các bạn đã xem video này của mình. Nếu các bạn yêu thích thì hãy like, share, subscribe cho mình nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.